Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chỗ của chị Hoa nè mọi người. Chị Hoa và bé Quy. Thì hôm nay thì mình lại đây mình hỏi thăm cái tình hình buôn bán của chị và có anh Nghĩa ở quận 3 mọi người. Thì có lợi là để trao cho hai mẹ con một phần quà. Một phần quà là gồm có gạo và mì. Mình mời mọi người cùng theo dõi clip của mình nha. Xin chào chị nha. Chào Quy, chào chú đi. Rồi con chào ông bà cô chú đi. Để điện thoại xuống, để điện thoại xuống chú quay chút xíu nè. Giỏi. Hôm nay anh bán được không chị? Dạ, bữa nay bán hơi được. Hơi được hả? Hồi sáng ở đây là anh Nghĩa ở quận 3 ở gần đây nè. Thì anh Nghĩa cũng có xem clip của hai mẹ con á, thì anh Nghĩa hôm nay anh Nghĩa lại thăm. Ủa sáng bạn của chị Phương có lại mua đồ cho chị? Có. Bạn của cô Phương có lại lấy 5 nải chuối. Mua 5 nải chuối. Dạ. Với 2 cái ổi. 2 cái ổi nữa hả? Rất là vui luôn. Hôm qua thì chị Phương có nhờ mình là nhắn là nói chị Hoa là chừa cho 5 nải chuối. Dạ. Cho bạn của chị Phương. Thì cũng xin cảm ơn chị Phương và bạn chị Phương rất là nhiều. Cồn Kè. Đây Quy chơi game nè. Này chuối này rất là ngon nè mọi người. Chuối này là mới đem lên luôn á chị hả? Chào chú chuối đi con. Mới đem lên luôn. Mận rồi ổi là mới lên hết luôn. Đinh Hoa phải không? Quy khỏe không Quy? Dạ khỏe, giỏi đó. Mấy bữa nữa là Quy được đi học rồi đúng không? Dạ là ngoan. Nói là dạ là ngoan đó. Có ăn gì chưa Quy? Ăn cơm chưa? Chưa. Dạ đâu chị. Đã đi lâu chưa? Đây cái ghế của chị Phương nè mọi người. Ghế để đây à, nãy mình lại là thấy bé Quy đang nằm trên ghế nè, mình rất là dễ thương luôn. Nằm thôi mẹ ngậm dưới đất. Hai mẹ con nằm lên dừa đúng không? Cũng mừng. Đi nằm trên người chị Hoa được mà đúng không? Có chào cô chưa? Chào cô chưa? Chào Huy nha. Bà đang chơi gì vậy? Rất là vui luôn. Biết theo bán hả con? Con biết bán ổi không? Biết. Dạ biết ha. Bao nhiêu ký ổi Huy? Bao nhiêu ký? Ổi ký nhiêu bỏ thổi xuống cho hỏi chút đi. 25 ngàn. Giỏi ta. Ký gọi ký 25 ngàn luôn. Em bán con cho bộ. 25 ngàn ký anh chị. 25 ngàn ký. Cũng bán nhiều ký. Cái này em bán nãy. Nãy nó có 12 ngàn nãy. Cũng quay được rồi. Mận cũng rất là ngon luôn nè. Sư à. Cái đào. Cái đào bán nãy luôn anh chị. Cái đào bán nãy luôn. Nãy là gì? Cũng 1 giờ rồi, gần 1 giờ rồi. Sáng hai mẹ con ăn uống gì chưa? Nấu gì vậy? Nấu này là 15 ngàn. Sáng ăn uống gì cho chị? Nãy ăn hộp bún rồi. Hộp bún, hai mẹ con ăn. Quy còn uống sữa không chị? Còn có sữa. Hai hộp sữa. Hai hộp sữa.
rồi, cỡ này còn sữa mà. Con em cũng 5-6 tuổi rồi cũng còn sữa. Uống tới lớn luôn. Các bạn có tiền rồi mà chị ạ. Uống 2 hộp là nó ngưng hay là bỏ xong tu lâu rồi. Hả? Là uống 2 hộp là ngưng. Rồi. Thôi rồi. Rồi, chơi mối chơi mối. Rồi bị bệnh rồi. Sổ mũi rồi đó. Bị bệnh hả chị? Sổ mũi hả? Ấm gì à? Nóng hả? Có mua thuốc cho bé uống chưa chị? Ờ, mua thuốc cho nó uống vô. Nít này. Thứ hai đi học lại rồi con. Bắt đầu đi học rồi. Nó ngoài trời này, dễ bệnh lắm, nắng mưa con. Đứt mầm đứt đá. Coi tình hình buôn bán của hai mẹ con thì hôm nay thì có anh Nghĩa nè, anh Nghĩa quận 3 cũng ở gần đây nè, thì anh có qua đây là muốn trao cho mẹ con một phần quà cho chị 5kg gạo với phần mì, là 5kg gạo với một phần mì để cho hai mẹ con nó có nấu cơm ăn thì nấu đó. Đây anh Nghĩa này thì ảnh cũng hay đi làm từ thiện lắm, em cũng đi với ảnh phát quà cũng nhiều nơi rồi đó. Hôm nay thấy hoàn cảnh của hai mẹ con thì cũng anh lại anh tặng phần quà cho hai mẹ con. Xin cảm ơn Nghĩa rất là nhiều. Thấy được không anh? Rồi. Anh phụ cầm cho. Đây. Nè chị, đây là phần mì. Gấu đỏ. Đây kẹo của con là con. Ôi có kẹo của Huy luôn đây. Đã ta. Để điện thoại xuống đi, để điện thoại xuống. Có kẹo, có mì luôn. Đây 5 kg gạo này chị, để em góc luôn nè chị. Đó. Chú Nghĩa. Con bánh đi. Để điện thoại xuống đi, để điện thoại xuống. Để điện thoại xuống ăn bánh đi. Chú mua. Con mua chuối kìa. Mua chuối. Né cho chị mua chuối kìa. Đây có cô chú lại mua trái cây ủng hộ cho hai mẹ con nè mọi người. Rồi bé Huy lấy kẹo ra ăn rồi kìa. Đường Hai Bà Trưng nha mọi người, có ai đi ngang đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Anh Chiểu thì ghé ủng hộ hai mẹ con về một mớ trái cây nha mọi người. Chị bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu nha mọi người. Thứ bảy chủ nhật thì hai mẹ con đón xe về quê. Đây có chị lại mua mận ủng hộ nè mọi người. Qua đây thì mình cũng xin cảm ơn Nghĩa rất là nhiều đã trao cho hai mẹ con một phần quà, đó là gạo với mì với bánh. Xin cảm ơn anh. Đây Huy đang ngồi ăn bánh đây. Ngon không con? Ừ dạ ngon nghe. Nói chuyện với dạ nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Có kẹo ngon không? Ngon không? Dạ ngon. Cảm ơn chú Nghĩa chưa? Cảm ơn chú Nghĩa. Ờ, cảm ơn chú Nghĩa nhiều. Nhớ quen nha. Hãy đưa cho mẹ ăn nữa nha. Chúc cho mẹ ăn với nha con. Quá trời nhiều luôn kìa. Một mình đó quá trời nhiều ở trỏng luôn. Mười mấy cây luôn. Ăn cây thứ hai ngon lắm rồi, sao ăn cây thứ hai rồi đúng không? Khỏi đi theo mình ra bán luôn. Giờ Thế Quỳ
đi thì ra trời nắng trời mưa nè dễ bị bệnh lắm, bữa nay thấy bị nóng với sâu mũi rồi nè. Xem clip của mình nha. Rồi mình hẹn mọi người clip sau nha mọi người. Bye bye mọi người. Quy bye bye cô chú đi nè. Bye. Bye bye chị Hoa nha. Chúc chị buôn bay bán đất nha. Rồi cố lên. Bye bye mọi người.